Hello, xin chào các em. Các bạn học sinh lớp live của thầy đã online chưa nhỉ? Đặng Uyên, chào em. Nguyễn Dương, chào em. Hello. Đâu rồi, các bạn vào học chưa nhỉ? Cái bài hôm nay nó sẽ tương đối là dài. Về cơ bản là nó khá dài. Đáng nghĩa là cái bài này là chúng ta luyện tập một vài buổi, nhưng mà hôm nay thầy sẽ dạy luôn, tổng thể luôn. Đó. Nên là sẽ dạy sớm một chút để cho nó đỡ bị muộn nhỉ. Rồi, tốt, bạn Dương đã post vào trong group rồi. Tất cả các em vào cùng học nha. Bài này là một bài rất quan trọng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và đại học của các em, thì nó chiếm thường là 2 câu trong đề thi. Đó. Cái file tài liệu thì thầy đã up lên trên group rồi nhá. Bạn nào chưa có thì các bạn download về, các bạn có thể in ra sau. Còn bây giờ thì cùng theo dõi, cùng học luôn nhé. Đây, đang test thử xem nào. Trong nhóm học thôi, cái này không của nhóm chúng ta thôi. Đó, trong lớp lớp live. Cái này thì không công khai ra bên ngoài cho các bạn, được chưa? Phần hình học thì chúng ta sẽ học trong group này. Đó. Các em có thể xem lại nhiều lần, cũng như là sau mỗi bài live thì thầy sẽ up lên trên cái tài khoản, có bộ phận kỹ thuật sẽ up lên cho các em trong cái tài khoản học online. Đó, để các em có thể xem lại nó tiện hơn nhé. Chào Việt, chào em. Sớm quá, chưa thấy có mấy bạn vào nhỉ? Đó. Chúng ta có mấy chục bạn rồi. Thôi rồi, nếu các bạn nào mà chưa vào thì chúng ta sẽ cứ học luôn. Còn lại các bạn vào sau thì các bạn ấy sẽ xem lại buổi này sau vậy. Bắt đầu nhá. Thì cái nguyên tắc là, rồi chào Mỹ Phượng. Đó là thầy sẽ giảng cho các em cặn kẽ về phần lý thuyết trước, về cái phương pháp làm, các dạng bài tập. Sau đó thì đến cái phần luyện tập thì các em với thầy cùng làm. Sau các em comment đáp án xuống phía dưới nhá, để thầy xem là kết quả các em đúng hay sai, rồi xem cái cách giải của thầy nhá. Ok. Rồi, chúng ta sẽ vào học luôn. Tắt luôn cái nhạc đi nào. Rồi, xem cái. Rồi, bắt đầu nhá. Tắt nhạc đi nào. Ok. Các em chuẩn bị nháp thôi nhé, bài này sẽ vẽ rất là nhiều đấy. Với học hình chúng ta phải học, quan trọng nhất là cái cách vẽ, rồi sau đó là đến cái hướng tư duy và cái phương pháp giải. Hôm nay là cái bài số 3 trong cái phần chương 1 khối đa diện của các em. Thì bình thường đến bây giờ thì chúng ta đã học đại số, các em đã học gần xong chương 1 rồi. Đây là chúng ta cứ một buổi đại một buổi hình nhá, để chạy chương trình cho nó nhanh cả hai phần. Thứ nhất là bài 3 này thì nói về cái thể tích của khối chóp. Khối chóp thì các em đã học từ năm lớp 11 rồi đúng không? Nhìn rõ chưa nhỉ? Đây đó. Các em đã học qua từ cuối học kỳ 2 năm lớp 11 rồi. Nhưng đến năm nay thì chúng ta sẽ học kỹ hơn, cũng như là những cái lý thuyết nó cao cấp hơn như thế. Trước hết là thầy sẽ tóm tắt lý thuyết cho các em cái bài này. Khối chóp thì các em biết là khối chóp là cái khối mà nó có bài 1, bài 2 chúng ta học nó là gì? Nó là một trong những khối đa diện đúng không? Trong đó thì có các mặt, có đáy đó, và có chiều cao. Thì để tính được thể tích khối chóp thì các em, quan trọng nhất của bài này là tính thể tích khối chóp.
để tính được thể tích khối chóp ấy, thể tích khối chóp thì sẽ bằng 1/3 của S đáy là diện tích đáy ấy, nhân với chiều cao. Vậy các em có hai thông số các em cần quan tâm, thứ nhất là chiều cao này, như trên hình này là H này, là chiều cao là từ đỉnh đấy đến mặt đáy, vuông góc với mặt đáy, hình chiếu của nó. Và thứ hai là diện tích đáy, đây là diện tích đáy. Hai thông số này là chúng ta cần quan tâm và phải tính. Thì tất nhiên là để tính được hai thông số này thì các em sẽ phải dựa vào rất nhiều yếu tố, nhưng mà quan trọng nhất đó là dựa vào định lý Pythagore. Chủ yếu là các em sẽ dùng cái định lý Pythagore đấy, và cái phần về góc trong không gian để tính nhá. Thì đây là cái cơ bản mà chúng ta hình dung tất cả các dạng bài tính đều, các em đều tính phải tìm được diện tích đáy và chiều cao thì các em mới tính được thể tích. Trong đây có một vài yếu tố đặc biệt về khối chóp mà các em cần biết. Đó là nếu mà khi tính thể tích mà các em chưa biết chiều cao thì các em phải xác định được chiều cao bằng cách là các em phải xác định được vị trí của chân đường cao. Đấy, ví dụ như trên hình này là một cái hình bất kỳ này thì chúng ta rất khó xác định được vị trí của chân đường cao, nên là các em sẽ có một vài cái gợi ý. Đây, có 5 cái phần chú ý này thì trong tí nữa đến phần bài tập đến đâu thì thầy nhắc lại. Nhưng mà đây, thứ nhất, hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy thì chiều cao chính là cạnh bên. Dạng này học rất quen thuộc từ lớp 11 rồi, có nghĩa là có một cạnh bên vuông góc với đáy thì đó chính là chiều cao của hình chóp. Đó. Thứ hai là hình chóp có hai mặt bên vuông góc với đáy, hai mặt bên này vuông góc với đáy này, thì cái giao tuyến của hai mặt đó chính là cái chiều cao của hình chóp. Thứ ba, mặt bên mà vuông góc với cả mặt đáy ấy, vuông góc với cả đáy này, thì đây chính là những cái dạng bài tập. Tí nữa chúng ta sẽ có ba dạng bài tập chính, thì chiều cao của mặt bên cũng sẽ vuông góc với đáy đó, có nghĩa là chiều cao của cái mặt bên đấy chính là chiều cao của hình chóp. Và thứ tư, đó là hình chóp đều thì chiều cao hạ từ đỉnh. Hình chóp đều thì cái chiều chân của chiều cao ấy nó sẽ chính là tâm của đáy đấy, tâm của đa giác đáy. Hình chóp có hình chiếu vuông góc một đỉnh xuống mặt đáy thuộc cạnh thì đường cao là từ đỉnh tới hình chiếu. Và cái này thì rất là dễ rồi, đó là một cái gợi ý nho nhỏ thôi. Đấy, các em sẽ có ba dạng bài, ba dạng bài tính thể tích. Dạng 1 là hình chóp thì viết tắt này, có cạnh bên đấy, vuông góc với đáy, đây là dạng số 1. Chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ đi vào từng dạng cụ thể, nhưng tóm tắt trước để cho các bạn cùng phân ra được chúng ta có những dạng nào để làm cái dạng bài tính thể tích này. Dạng 2 đó là hình chóp đều đấy. Hình chóp đều có nghĩa là hình, ví dụ tứ diện đều là tất cả các tam giác, các mặt đều là tam giác đều, còn hình chóp tứ giác đều có nghĩa là đáy là hình vuông, đúng không? Các mặt bên, các cạnh bên thì bằng nhau. Thì trong cái hình chóp đều này thì đường cao sẽ chính là trùng với trọng tâm của đáy, còn trong cái dạng 1 này đường cao thì chính là cái cạnh bên đó. Và tính thể tích ở dạng thứ ba, cái dạng thứ ba là cái dạng nó hay dị nhất này, nó biến dạng nhất này. Dạng 3 là hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy. Đấy, đây là tất cả những cái dạng các em hay thi nhất. Trong đấy thì dạng 1 và dạng 2 thì khá là đơn giản. Đến cái dạng số 3 này, dạng số 3 này là một cái dạng nó phức tạp hơn đó. Nhưng tí nữa thì thầy sẽ hướng dẫn các em, không có gì nó khó cả. Ở đây nó cũng khá là đơn giản thôi. Trước khi vào thì chúng ta sẽ chú ý cho thầy một vài cái công thức này. Có nghĩa là vừa rồi là chúng ta có cái xác định chiều cao rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái là chúng ta phải nhớ lại cái công thức để tính diện tích đáy. Đây, tất cả những cái phía trên này là gợi ý để các em tìm được chiều cao. Đấy, chiều cao H. Còn bây giờ đến những cái công thức để các em tính được diện tích đáy. Thì những công thức này thì các bạn nên in ra nhé, sau các em xem lại nhé. Thì chúng ta có khoảng 5 cái công thức để các em có thể tính được diện tích đáy. Thứ nhất, nếu nó là tam giác ấy thì diện tích đáy sẽ chính là bằng 1/2 của một cạnh đáy nhân với chiều cao, đúng không? Ví dụ A nhân HA này, 1/2 B nhân HB, 1/2 C nhân HC. Đó là công thức 1. Công thức thứ 2 là các em sử dụng là 1/2 của tích hai cạnh nhân với cả sin của góc xen giữa. Đấy, 1/2 của tích hai cạnh nhân sin góc xen giữa nhá, để tính diện tích của tam giác. Đấy, ví dụ như 1/2 BC nhân sin A này, 1/2 CA nhân sin B này. Đấy, tích hai cạnh nhân sin góc xen giữa. Các em có một cái công thức thứ ba nữa là công thức dựa vào bán kính của đường tròn ngoại tiếp, có nghĩa là tích
của ba cạnh chia cho 4 lần bán kính của đường tròn ngoại tiếp ấy, thì nó cũng ra được diện tích. Như cái công thức này nó ít sử dụng. Nhưng mà thôi, cứ xem ở đây để chẳng may nó vào thì chúng ta còn biết cách sử dụng. Công thức thứ tư, một công thức cũng khá ít sử dụng, đó là diện tích của tam giác sẽ bằng nửa chu vi, P này là nửa chu vi, có nghĩa là tổng ba cạnh cộng vào chia cho 2 nhân với cả bán kính đường tròn nội tiếp. Công thức này cũng ít sử dụng nhưng mà biết đâu. Đấy, và bài nào gặp thì chúng ta có thể làm được, đúng không? Tiếp theo là một công thức liên quan đến tính diện tích tam giác nữa. Công thức này được gọi là công thức Herom, đúng không? Bạn nào mà học nâng cao ngay từ năm lớp 10 ấy, các em đã có thể học được cái công thức Herom rồi. Đó, Herom. Herom là gì? Cái công thức Herom này nói đến lửa chu vi, nó bằng căn bậc 2 của P này, lửa chu vi này. P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C, trong đó ABC là các cạnh, P là nửa chu vi, tổng ba cạnh cộng vào chia 2. Đó, đây là công thức Herom. Khi mà chúng ta biết được tất cả các cạnh của tam giác thì các em hoàn toàn có thể tính được diện tích theo công thức Herom, được chưa? Rồi đến là diện tích tam giác vuông thì bằng là tích hai cạnh góc vuông cộng vào chia 2, hay hai lần diện tích của tam giác vuông ấy thì chính là bằng hai cạnh góc vuông nhân với nhau. Đó. Tam giác đều, cái này là cái quan trọng nhất. Quan trọng nhất, tích luôn, quan trọng nhá. Các em năm nay lên lớp 12 các em phải nhớ được cái này. Đó. Diện tích của tam giác đều sẽ bằng căn 3 chia cho 4 nhân với cạnh bình phương. Trong đây giả sử đây là cạnh A thì nó chính là A bình. Nói lại này, diện tích của tam giác đều sẽ bằng căn bậc 2 của 3 phần 4 nhân với cả cạnh bình phương. Cái này phải nhớ luôn nhá. Nhớ luôn cái này đi. Chiều cao của tam giác đều, nói luôn, sẽ bằng căn 2 căn 3 trên 2 nhân với cả cạnh một cạnh. Đó. Thì hai công thức này là hai cái công thức mà quan trọng nhất trong cái dạng tính thể tích hình chóp. Nói trước ấy nhá. Đấy, để sau mà còn tính. Ghi chú lại nhá. Nhớ cho thầy rõ hai cái công thức này, tí nữa vào làm bài tập các em sẽ gặp rất nhiều luôn. Tiếp, nó là hình vuông dễ rồi, cạnh bình phương, hình chữ nhật, hai cạnh nhân nhau, hình bình hành thì đáy nhân với cả chiều cao. Hoặc là hình bình hành thì đây bằng 1 phần 2, đến tính hình bình hành các em chia đôi ra, nó thành hai cái tam giác. Đấy, hai tam giác thì diện tích hai tam giác này chính là đây, AB nhân AD nhân với sin của góc BAD, sin của góc xen giữa đấy, 1 phần 2 thì nhân 2 lên là hết. Hình thoi thì bằng tích của hai đường chéo, đó, diện tích của hình thoi. Đây là những cái tính diện tích đáy nhá. Đó, đáy là tam giác này, đáy hình vuông, đáy hình chữ nhật, bình hành, hình thoi và hình thang. Hình thang là gì? Hình thang là 1/2 của tổng hai đáy nhân với cả chiều cao. Đó. Tứ giác mà có hai đường chéo vuông góc với nhau ấy thì diện tích của nó sẽ bằng 1/2 của tích hai đường chéo, được chưa? Đó. Thì đây là tất cả những cái công thức thầy đã liệt kê cho các em trong cái file rồi. Thì các bạn ghi chú ra nhá để xem. Sau đây thì chúng ta sẽ vào luôn cái phần bài tập nào. Với cái bài tập thì các em sẽ có 3 dạng hay thi nhất. Ngoài ra có một vài dạng đặc biệt nữa thì những cái dạng đấy rất ít xuất hiện. Chúng ta hãy học ở những cái dạng hay thi nhất trước đã. Còn sau trong các bài thi hoặc bài kiểm tra thì có thể lồng thêm 1-2 dạng mới nữa. Nó đặc biệt nhưng mà ít xuất hiện thôi. Nào, với dạng đầu tiên, dạng số 1. Hình chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy. Đây là cái dạng mà rất hay thi. Năm lớp 11 các em đa số các em chỉ gặp cái dạng này thôi. Nhưng đến năm lớp 12 thì các em còn gặp thêm 1-2 dạng nữa. Đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài đầu tiên. Câu 1. Cho hình chóp SABCD có đáy ABC là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy. Đấy, đây. Một cạnh bên vuông góc với đáy thì đây là nó là dạng số 1. Nào, bắt đầu. Trước hết mà vào hình thì các em đọc đề xong các em phải vẽ được cái hình cho thầy đã. Đầu tiên khi nói đến hình chóp thì các em phải vẽ đáy trước. Đáy là hình đề chữ nhật này. Ôi, lỗi chính tả. Thì các em vẽ chữ nhật, các em vẽ đáy là hình bình hành cho thầy. Vẽ đáy trước nhá. Đấy. Những cái nét để hai cái nét này thường là hai nét không nhìn thấy thì các em vẽ là nét đứt. Còn lại các em vẽ nét liền, được chưa? Đáy SA vuông góc với đáy, đây chấm đây điểm A thì từ đây các em kẻ S xuống. Rồi, đó, rồi nối vào các đỉnh thôi. Tỉa nhanh bằng tay không cần thước đâu, hãy tập cách vẽ bằng tay đi, xấu xấu một tí cũng được, ra hình nhìn là được. Đó.
Đấy, với mỗi cái hình như này các em vẽ mất khoảng độ 3-5 giây là xong rồi. Bạn Dương đã ra được kết quả, các bạn còn lại xem nào. Ra chưa? SA vuông góc về đáy, AB bằng A, AD bằng 2A. Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng đáy ABCD. Góc giữa đường và mặt là góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Vậy hình chiếu của SB trên mặt phẳng là AB đúng không? Vậy đây chính là góc cần tìm này. Đấy. Vậy thì đề bài cho các em cái dữ kiện là góc mà thì ghi ở đây nhá. SBA bằng 45 độ. Rồi. Xong, bây giờ tính thể tích của khối chóp. Thể tích của khối chóp SABCD áp công thức vào thôi, 1/3 của diện tích đáy. Diện tích đáy là S của ABCD. ABCD hình chữ nhật tính quá dễ rồi, nhân chiều cao, chiều cao là SA, đúng chưa? Các em có cái gì nhỉ? SABCD dễ tính nhất rồi. Thì bằng AB nhân với cả AD. AB nhân AD. Mà AB nhân AD thì bằng gì? AB nhân AD để bài cho đây, bằng 2A bình, xong luôn. Tiếp theo các em phải tính được SA, SA là chiều cao. SA của các em, SA muốn tính SA cho vào tam giác SAB. SAB các em có SA sẽ chính bằng AB đối trên kề này, bằng AB nhân với cả tang của góc. Ở đây chúng ta vừa xác định góc này là góc 45 độ này. Đấy, được chưa? Vậy thì ở đây các em sẽ có AB là bằng A, tang của 45 độ là bằng 1. Do vậy thì bạn nào không biết các bạn lên máy tính bấm tang nhá. Thầy làm khá quen rồi nên là mấy cái tang này khá dễ. Nó bằng A. Như vậy thì các em lắp vào đây thôi. 1/3 này của 2A bình nhân với 2A bình nhân với cả A thì các em sẽ có là 2A mũ 3 trên 3. Đáp án D. Rồi, chính xác, Nguyễn Dương, Đức Anh, đúng rồi, tốt các em. Chúng ta tiếp tục sang câu 2 nào. Đấy. Những câu đầu thì chúng ta hãy cứ chạy đà từ từ thôi, đúng không? Những câu sau bắt đầu tăng tốc lên. Cái quan trọng nhất đấy, học hình đấy, học cách vẽ, sau đó học cái hướng tư duy giải, rồi cuối cùng là các em chỉ việc thay số thôi. Hình thì số liệu nó rất là dễ, có nghĩa là nó không có gì phức tạp cả. Tiếp tục câu 2. Cho hình chóp SABCD có đáy ABC là hình vuông cạnh bằng 1, SA vuông góc với đáy. Đấy, đây vẫn là dạng 1, một cạnh vuông góc với đáy, mặt đáy. Đầu tiên các em vẽ cho thầy là mặt đáy trước, đúng không? Đáy là hình vuông thì các em vẫn vẽ là hình bình hành thôi, trong không gian mà. Đó. Rồi sau đó SA vuông góc với đáy tỉa xuống, lấy đây là điểm A, A này, B này, C, D. Rồi các em nối với các đỉnh mà. Đó. Chấm một đỉnh S ở bên trên rồi nối với các đỉnh mà. Rồi xong. Cạnh SA vuông góc với đáy, đề bài cho các em dữ kiện gì? SC bằng căn 5. Cho được dữ kiện nữa, cạnh hình vuông đây 1 này. Rồi. Bây giờ tính thể tích. Thầy nối A với C thì chắc chắn là phải dùng dữ kiện này rồi. Thể tích của SABCD các em cứ làm đúng như thế này nhá. Hỏi cái gì các em ghi ra cái đấy, bằng 1/3. Các em xác định diện tích đáy. Diện tích đáy là hình vuông thì dễ rồi. S đáy, S đáy là AB, CD vuông thì quá dễ rồi. Tiếp theo chiều cao, chiều cao vẫn là SA, đúng không? S đáy ở đây 1 này, thì nó chính là 1 rồi. Hai cạnh nhân vào nhau, vậy chúng ta chỉ cần phải tính SA thôi. SA của các em thì bằng cái gì? Muốn tính được SA, đề bài có cho cái dữ kiện gì không nhỉ? Đề bài cho các em SC đúng không? Vậy muốn tính được SA thì các em sử dụng Pythagore trong tam giác vuông SAC. Các em có SC là cạnh huyền, vậy các em cần tìm cạnh AC nữa là xong. Vậy thì ở đây AC thì bằng cái gì? Đó. AC chúng ta lại ghép vào trong tam giác vuông này đúng không? Tam giác vuông này, vì đây là đường chéo mà. AC ở đây thì học cách tính nhanh nhá. 1 này, đây là 1 này, căn bậc 2 của 1 bình cộng 1 bình, thôi cứ ghi ra đi cho các bạn dễ nhìn, bằng căn 2 đúng không? Vậy đây bằng căn 2 SA, SA của các em sẽ bằng SC, căn bậc 2 của SC bình trừ đi bao nhiêu? Trừ đi AC bình, AC bình. SC là bình lên là 5, AC là 2, vậy đây nó sẽ chính bằng căn 3. Đó. Vậy các em thay vào đây. 1/3 nhân 1 nhân căn 3. Thì nó sẽ chính là bằng căn 3 trên 3. Căn 3 trên 3. Vậy câu 2 để đáp án chính xác nhất là đáp án A.
Rồi, bạn Nguyễn Dương đã đúng, tốt. Các bạn còn lại thì bảo nhá, các em lấy cái nháp, các em vẽ hình ra trước, được chưa? Sau đấy thì các em hãy cùng theo dõi cách tính. Đó. Học hình phải thế thì mới tiến bộ được. Nào, tiếp tục đến câu 3. Cho tứ diện ABCD có các cạnh BA, BC, BD đôi một vuông góc với nhau. Thì các em nghe này, cái dữ liệu mà có BA, BC, BD đôi một vuông góc với nhau thì tất nhiên nó chắc chắn phải vuông tại B rồi, đúng không? Đã vuông tại B rồi. Như vậy thì các em sẽ vẽ ra tứ diện, đáy là tam giác. Vậy các em vẽ đáy trước là một tam giác. Đây. Và nhớ là nó vuông tại B đấy. BCD. Hạ xuống vuông góc. Đây thì lấy điểm A ở đây. Đấy. Chốt lại là đọc xong đề là phải hiểu cái cách vẽ, được chưa? Rồi các em nối vào cái đỉnh thôi. Hơi méo thì cũng không sao, không vấn đề gì. Nhìn hình ra là được, đúng không? Đó, chốt lại AB vuông góc với cả BC này. BC là vuông với BD này, đây là góc vuông nữa này. Đấy. Vuông tại B. Có BA bằng 3A này. BC bằng BD bằng 2A. Đây, 2A. MN lần lượt là trung điểm của AB và AD. M là trung điểm của AB. N là trung điểm của AD. Đó. Nối MN vào. Tính thể tích của khối chóp, ai chả nhìn trông khối dị nhờ. Thể tích của cái khối chóp này này, đây thầy vẽ lấy bút khác nha. Thầy vẽ cho các em dễ nhìn nha. C này, B, D, M, N, đây nối lại cho các bạn dễ nhìn nha. Đó. Đó. Đó, cái khối này này, để vài bắt các em tính cái thể tích của khối này. Đấy. Đó. Bắt tính thể tích của khối này. Thì với cái bài này thì khối này của các em, nếu các em nhìn theo cái chiều này ấy, theo cái chiều này này. Theo cái chiều như này thì các em nhìn nó chả ra thành cái hình gì, đúng không? Nhưng mà các bạn để ý này, nếu các em xoay lại lấy cái đỉnh C này này. Đấy. Đây đề bài lấy đỉnh C mà. Các em xoay lại lấy đỉnh C thì ở đây nó lại là khối chóp theo đỉnh C. Khối chóp theo đỉnh C thì đáy sẽ là B MND, đúng không? Đây BMND chính là hình đáy này. Vậy tính thể tích của khối chóp C B D NM, cái này các em phải xoay hình nhá. Tưởng tượng một chút, đây là cái đỉnh nó đổi xuống đây này, C này, còn đáy là đây. Đó. Thế bây giờ muốn tính được cái thể tích này thì các em phải tính bằng 1/3, đúng không? Vẫn là chiều cao. Quan trọng nhất là các em xác định chiều cao là gì. Thì ở câu này chiều cao sẽ là cái gì? Từ đỉnh C, đúng không? Các em xem có đường nào hạ vuông góc, đúng không? Thì may quá. CB này. À, các em có là CB vuông góc với cả BD. Theo đề bài đôi một vuông góc, đúng không? Mà CB lại cũng vuông góc với cả AB nữa. AB này. Dẫn đến là cái thằng CB này sẽ vuông góc với cả mặt phẳng đây, cả mặt phẳng to này là ABD. Mà ABD thì chính là ABMND, đúng không? Hay nói cách khác là CB là đường cao. CB sẽ chính là đường cao của cái thằng là CBDMN đấy. Nếu mà nó là đường cao rồi ấy, thì bằng 1/3 của CB đó nhân với cả diện tích của cái còn lại, diện tích của cái còn lại của các em là gì? BDNM, đúng không? Thế BDNM là gì? Thì BDNM nó là hình thang thôi. Hình thang có hai cạnh đáy là BM, MN và có đường cao là BM, ABD này. Đường cao là BM, đúng không? Đây nó là hình thang, được chưa? Rồi, chào lại toàn thắng, cùng học đi em. Nào, thế bây giờ cái cơ bản nhất là BD, à BC các em có rồi, các em phải tính được diện tích của BDNM. Đây thực ra nó là hình thang. Hình thang vuông luôn ấy, thang vuông, vuông tại đâu? Vuông tại B và vuông tại M. Đấy. Thì để tính diện tích hình thang thì các em có công thức rồi, bằng hai cạnh đáy cộng vào nhân đường cao chia cho 2, đúng không? Diện tích của hình thang ấy. Vừa nãy ở trên công thức như này, đấy, đấy, đây này, đó, thấy chưa? Bạn nào mà không nhớ thì làm lại 1/2 của đáy lớn đáy nhỏ nào.
Đáy lớn là BD cộng với cả đáy nhỏ là MN. Nhân với chiều cao là BM. Những cái thông số này thì các em hoàn toàn có thể có 1 phần 2. BD thì các em có là bằng 2A rồi. Cộng với MN, MN đây là đường trung bình, vậy bằng 1 phần 2 của BD là chính là bằng A. BM các em bằng bao nhiêu? BM của các em sẽ bằng 1 phần 2 của AB đúng không? Vì M là trung điểm, do vậy nó sẽ bằng 3A chia cho 2. Tính ra đây bằng bao nhiêu nhỉ? 3A này nhân với 3A là 9A bình trên 4. 9A bình trên 4. Có rồi, như vậy thì hoàn toàn có thể tính được ra thể tích rồi. Thể tích thì thay luôn vào đây nhá. 1 phần 3 nhân với cả CB là 2A này nhân với 9A bình trên 4. Đấy. Rút gọn đi thì các em xem còn bao nhiêu nhỉ? 3A mũ 3, 9 cho 3 là 3 này, 2 này, trên 2. Đó. Vậy thể tích của cái thằng này sẽ chính là bằng 3A mũ 3 trên 2. Đáp án gì đây? 3 mũ A bên 2, đáp án C à? Đó. Vậy câu 3 là đáp án C nhá. Đấy. Rồi, xong câu 3 chúng ta tiếp tục sang câu 4 nào. Thì các em mà vào sau các em cứ chú ý các em xem lại một hai lần thì các em sẽ hiểu hơn nhá. Rồi, Nguyễn Dương, 3C đúng rồi. Đấy, bắt đầu đến những câu khó khó hơn tí rồi, các bạn chú ý theo dõi nhá. Nào chúng ta tiếp tục sang đến với câu số 4 nào. Đây là vẫn là dạng bài mà có cạnh bên vuông góc với đáy thôi, chưa sang dạng 2 đâu. Dạng 1 thì vẫn là dạng khá quen thuộc. Đó. Câu 4, cho khối chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A. SA vuông góc với đáy, SA bằng A vuông góc với đáy, vẫn thế đúng không? Nào. Đáy là hình vuông, các em vẽ cho thầy là hình bình hành ra. Nhớ là hai cái nét này thường là hai cái nét đứt vì không nhìn thấy, biểu hiện cho hình không nhìn thấy. Đó. SA vuông góc với đáy, các em tỉa xuống. Các em cứ vẽ đúng như thầy vẽ như này này thì hình nào các em vẽ cũng nhanh và tương đối đẹp. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể đẹp bằng chúng ta kẻ bằng thước rồi, nhưng mà vẽ như này thì sẽ giảm thiểu thời gian, tốc độ làm trắc nghiệm. SA bằng A này, hình vuông cạnh A thì đây tất cả đều bằng A hết đúng không? M là trung điểm của SD, đây là M. Tính thể tích khối chóp MABC, à đây, lại lấy cái bút này vẽ cho các bạn nhìn cho dễ. Đây. Rồi đây, tính thể tích của chóp này MACD. Đấy. Có nghĩa là bắt đầu những cái dạng nâng cao hơn một chút rồi, không phải là dạng tính cái thể tích khối chóp to nhất nữa mà sẽ tính các thể tích khối chóp bên trong, nhưng các em vẫn dựa trên cái khối chóp to thôi. Đấy, đó là ý tưởng. Thì với câu này thì các em làm như nào? Thì các em để ý cho thầy này, nó sẽ có những cái đại lượng mà nó không thay đổi, chúng ta có thể áp dụng được. Nếu tính thể tích khối chóp MACD thì các em có cái gì nào? Các em có là M là đỉnh đúng không? Và ACD sẽ là đáy, đúng chưa? Nếu ACD là đáy thì nó sẽ chung với cả cái nào nhỉ? Thì chúng ta sẽ phải so sánh thể tích khối chóp của MACD này. Thầy sẽ đem so sánh với thể tích của khối chóp có chung đáy, đó là SACD. SACD thì đáy có phải là chung rồi đúng không? Đáy là chung này, chung đáy rồi. Vậy nó khác nhau ở mỗi cái chiều cao thôi. Chiều cao của cái đồng chí SACD là đoạn SA. Còn M là gì? M có phải là trung điểm của SD đúng không? Vậy khoảng cách từ M đến cái mặt phẳng ACD này của các em sẽ bằng 1 phần 2 khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ACD. Hay nói cách khác là nó khác nhau mỗi cái chiều cao thôi. Khoảng cách từ điểm M này đến mặt phẳng ACD thì bằng 1 phần 2 cái thằng SA, hay là khoảng cách từ S đến mặt phẳng ACD đấy. Như vậy thì theo tỷ lệ thể tích như vậy thì ở đây của các em nó sẽ bằng là 1 phần 2. Đó. Được chưa? Thể tích của cái khối chóp cần tìm này thì bằng 1 phần 2 thể tích của khối chóp này. Đó. Nhưng chúng ta lại có thể tích của khối chóp SACD thì lại bằng như thế nào so với thể tích của khối chóp SABCD nhỉ? Hai khối chóp này có chung chiều cao là SA
đúng chưa? Có chung thằng SA này. Đấy. Và nó chỉ khác nhau ở diện tích đáy thôi. Diện tích đáy là ACD và diện tích đáy là ABCD. Thì cái thằng ACD này nó chính là bằng 1/2 của ABCD, đúng không? Bởi vì đây là hình hình vuông, các em cắt chéo là nó chia làm hai phần đấy. Như vậy thì thể tích của khối chóp SACD này sẽ chính là bằng 1/2 thể tích của khối chóp to SABCD, đúng không? Rồi, vậy là từ dữ kiện này thì các em lại suy ra được một điều nữa. Thể tích của cái khối chóp chúng ta cần tìm là MACD sẽ phải bằng 1/2 này nhân 1/2 là 1/4 thể tích của khối chóp to nhất SABCD. Mà thể tích khối chóp này thì tính được chưa? Có hết dữ kiện rồi đúng không? Thể tích của khối chóp này chính là bằng 1/ thôi viết lên đây cho dễ nhìn nha, thầy viết là thể tích của khối chóp SABCD này thì bằng 1/3 của chiều cao SA có là A rồi nhân diện tích đáy, đáy là hình vuông nó chính là A bình. Đó. Vậy đây là A mũ 3 trên 3. Vậy các em có ở đây là các em chia tiếp cho 4 thì nó chính là A mũ 3 chia cho 12, đúng không? Vậy thể tích của khối chóp MACD sẽ chính là A mũ 3 trên 12. Đáp án là B rồi. Đó. 4B chính xác, Nguyễn Dương. Đúng rồi, tốt. Câu 5 nào. Đó. Chúng ta cùng đi đến câu số 5. Cho hình chóp SABC. Đó. Những cái câu này là bắt đầu mức độ nó nâng cao hơn rồi các em nhé. Nên là các em bạn nào mà xem mà thấy hơi nhanh một chút ấy thì tí nữa các em tua các em xem lại một hai lần là sẽ hiểu, được chưa? Nhưng đây là dạng bài bắt đầu nâng cao hơn một chút rồi. Đó. Câu 5 là cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông. Vẫn SA cạnh bên vuông góc với đáy vẫn là dạng số 1, đúng không? Thì các em vẽ ra đây thầy nào. Nào, câu 5. Vẽ đáy trước. Đáy là tam giác vuông tại A. Đáy là tam giác vuông thì các em vẽ tam giác thôi. Vuông tại đâu ấy thì chúng ta cứ cho đây là A đi. BC. Thì các em chỉ cần đánh ký hiệu vuông mà là được, trong không gian mà, không nhất thiết nó phải vẽ là góc vuông nhá. Đó. SA vuông góc với đáy thì đây các em tỉa xuống thôi, tỉa một đường vuông góc với cả SA. Chấm một đỉnh S. Rồi, từ đó các em vẽ xuống các đỉnh còn lại. Được chưa? Sau đó các em đánh dấu các dữ kiện để bài cho vào. Đây là A này. AC là bằng A căn 2 này. Góc tạo bởi mặt phẳng SBC và mặt đáy ABCD là bằng 30 độ. Đấy, câu này là góc tạo bởi hai mặt này. Góc tạo bởi mặt SBC này và mặt ABC. Đó, góc tạo bởi hai mặt này là bằng 30 độ. Đây là kiến thức của lớp 11. Bạn nào mà không nhớ ấy, bất kỳ một cái dữ kiện hay là cái cách xác định góc này, cách xác định khoảng cách này thì các em tìm lại trên dòng thời gian của thầy nhá. Thầy có 3 cái bài lấy lại gốc hình không gian cho tất cả các bạn ấy. Bạn nào chăm chỉ hoặc là quên hết rồi thì các bạn xem lại, tìm lại 3 cái like đấy nhá để xem nhá. Thế bây giờ cái việc công việc đầu tiên là các em phải xác định cái góc đã. Xác định góc bằng cách nào? Xác định góc này có 3 bước. Bước 1, từ cái mặt đỉnh của cái mặt phẳng ở trên cao ấy là đỉnh nào? À, đầu tiên xác định giao tuyến. Giao tuyến là BC rồi. Giao tuyến của hai thằng này, bước 1 là giao tuyến. Giao tuyến này, xác định góc lại này. Giao tuyến chung là BC, vậy chắc chắn góc phải nằm ở BC. Góc phải nằm ở giao tuyến. Đó, bước 2. Từ đỉnh của mặt phẳng ở trên cao. Mặt phẳng trên cao, mặt phẳng SBC là mặt phẳng trên cao thì đỉnh là đỉnh S này, S này. Hạ vuông góc xuống mặt phẳng còn lại, hạ vuông góc xuống thì chính là SA. Đấy. Rơi vào điểm A, xong. Xong từ điểm A này. Bước 3. Từ điểm A này các em kẻ vuông góc xuống cái giao tuyến từ A, kẻ gọi là AH đi. Vuông góc với giao tuyến BC trùng nhau tại H. Đấy. Từ đây thầy kẻ cái đường đây nha, lấy bút xanh kẻ cho nó nhìn nó dễ. Từ A này các em kẻ cái đường vuông góc xuống cạnh BC, thầy gọi đây là H, và các em nối SH
Đó. Thì cái góc giữa hai mặt phẳng chính là góc này. SHA. Đây là cái cách dựng nhá. Bạn nào mà không biết xác định góc giữa hai mặt phẳng thì làm đúng theo các bước đấy thì xác định được, sẽ xác định rõ được nhá. Rồi bây giờ trùng nhau tại H này, từ đây thì các em suy ra được cái góc SHA là bằng 30 độ. Đấy. Xong, xác định góc giữa hai đường và hai mặt phẳng với nhau. Sau khi xác định xong rồi thì bây giờ chúng ta tính đến thể tích thôi. Thể tích của SABC vẫn như vậy. Đầu tiên là các em 1/3 của đường cao. Đường cao các em xác định là SA đúng không? Xong. Diện tích đáy. Đáy là gì? Đáy là tam giác ABC, là tam giác vuông cân à? À vuông thôi đúng không? Vậy đáy là SABC. Vậy tính diện tích của tam giác ABC trước nhỉ? Nó dễ mà. Dễ thì tính trước. Tính SABC 1/2 của gì đây? AB nhân với cả AC. Vì tam giác này là tam giác vuông tại A, do vậy diện tích sẽ bằng 1/2 hai cạnh góc vuông. AB các em có là A này, AC các em có là A căn 2, vậy các em sẽ có là căn 2 nhân với cả A bình trên 2. Đó. Tiếp theo là các em cần phải tính được SA. Đúng không? Để tính được SA đường cao thì các em có những dữ kiện gì rồi? Để tính được SA các em chả có dữ kiện gì cả. Bây giờ các em muốn tính được SA thì các em phải tính được một trong hai cái thằng cạnh này, đúng không? Hoặc cạnh này có nhưng mà các em chưa có góc thì không tính được. Do vậy thì đề bài cho cái góc này bằng 30 độ, vậy thì chắc chắn các em phải tính cái cạnh này rồi, AH. Đó. Để tính được SA các em phải tính AH. Đấy là cái hướng tư duy nhá. Mà AH các em có tính được không? AH tính được. AH là đường cao trong tam giác này, ABC này. Mà AH đường cao trong tam giác này mà các em có cái gì? Các em có diện tích rồi, diện tích của ABC thì lại cũng chính bằng 1/2 của đường cao AH nhân với cả cạnh đáy BC. BC tính được không? BC tính được, đúng không? BC là cạnh huyền trong tam giác vuông. Vậy thì từ đây các em sẽ có các em tính cho thầy BC trước đi nhỉ. Ghi BC này, BC bằng căn bậc 2 của AB bình cộng với cả AC bình. AB bình là A bình này. A bình cộng với cả 2A bình thì bằng căn 3 nhân A, căn bậc 2 luôn. Có BC rồi thì các em tính ra được AH. AH các em sẽ bằng 2 lần diện tích của ABC chia cho BC. 2 lần diện tích đây thì chính là bằng căn 2A bình chia cho đồng chí này, căn 3A. Các em sẽ có làm lẻ nhỉ. Căn 2 nhân A trên căn 3. Có AH rồi thì từ AH này các em phải tính được ra được SA nữa. SA thì các em có cái gì đây? SA này thì chính bằng SA trên AH là tan của góc 30. Vậy thì SA sẽ bằng AH nhân với cả tan của góc 30 độ. Đó. AH có rồi này, trên này rồi, tan 30, bấm máy thôi. Tan 30 nào. Căn 3 trên 3. Rồi, vậy thì các em lấy cái căn 2A trên căn 3 nhân căn 3 trên 3 thì các em sẽ có là bằng căn 2A trên 3. Căn 3 rút gọn hết rồi. Có SA rồi, thì bây giờ các em quay lại lắp vào thể tích thôi, đúng không? Vậy thể tích sẽ bằng 1/3 của căn 2A trên 3 nhân với cả diện tích. Diện tích là căn 2 A bình trên 2. Đó. Căn 2 căn 2 rút gọn là hết này. Căn 3 vậy các em sẽ có là A mũ 3 chia cho 9. Thể tích sẽ là A mũ 3 trên 9. Đó là đáp án gì nhỉ? A mũ 3 trên 9 là đáp án C rồi, đúng không? 5C. Đấy. Xong chưa? Xong nhá. Như vậy là dạng 1 chúng ta đã đi qua. Với dạng 1 thì các câu về sau nó hơi nâng cao một chút. Nên các bạn dần dần các bạn cùng xem để làm. Các em đừng ngại những dạng này. Hãy khởi đầu từ từ thôi, chậm nhưng mà chắc. Với những dạng này làm được thì thầy tin là với những dạng thi học kỳ, thi đại học của các em thì nó là đơn giản. Rồi, có bạn Nguyễn Dương đã ra này. Các bạn còn lại chưa ra đúng không? Rồi, không sao. Tiếp theo chúng ta sẽ sang dạng số 2. Dạng 2 là hình chóp đều.
hình chóp đều với hình chóp có cạnh bên vuông góc với nhau ấy, khác nhau ở một điểm là cái tâm của đáy ấy, khác nhau là cái chân đường cao ấy, điểm chân đường cao, nói thế cho biết. Hình chóp đều thì các em có cái dữ kiện thứ nhất là đã gọi là đều thì các cạnh, tất cả các cạnh nó phải bằng nhau, đúng không? Thứ hai là đáy nó là gì đây? Nó là tam giác đều hoặc là một hình vuông. Đấy. Nó chỉ có hai trường hợp này thôi. Đáy là tam giác đều hoặc là hình vuông. Thực ra thì nó vẫn có một trường hợp nữa là ngũ giác đều hoặc là các hình đều nữa, nhưng mà với những cái hình đấy các em sẽ không thi. Nên các em chỉ chú ý cho thầy hai dạng là hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều thôi. Đấy. Thì để xác định chiều cao thì chân được chiều cao trùng với cả tâm của đường tròn ngoại tiếp. Thì tùy với từng hình, với từng hình thì cái tâm đường cao sẽ xác định nó khác nhau một chút với tình hình. Nhưng mà ở đây thì một cách đơn giản là với hình vuông hình chữ nhật, tâm à, chân của đường cao chính là giao của hai điểm chéo, chân đường cao của hình chóp ấy. Với tam giác đều thì nó trùng với trọng tâm. Đó. Trọng tâm có nghĩa là gì? Là 2/3 cái đường trung tuyến ấy, cái điểm mà 2/3 của đường trung tuyến. Tam giác vuông thì trùng với trung điểm cạnh huyền, cái này rất quan trọng nha. Khá nhiều bài rơi cái này các em còn nhớ cho thầy. Tam giác vuông ấy, trọng tâm thì trùng với trung điểm cạnh huyền, chân đường cao ấy. Tam giác thường để giao của ba đường trung trực. Đấy, cái này thì ít gặp nhưng mà cần nhớ. Sau đây thì chúng ta sẽ vào cái bài số 6. Ví dụ của dạng 2 hình chóp đều. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng A. Nghe thế là hình chóp đều, các em nhìn nha. Nhìn cái cách thể vẽ này. Đầu tiên, tứ giác đều đáy là hình vuông thì các em vẽ cho thầy nó là hình bình hành đã, đúng không? Vẫn cách vẽ cũ thôi. Đó, nối ra. Sau đó, để xác định chân của đường cao, các em lấy dao của, ví dụ đây thì gọi là A này, B này, C này, D. Các em lấy dao của hai đường chéo, cho hai đường chéo nó giao nhau. Đấy, thì đây chính là chân đường cao, thầy gọi cái đồng chí này là O đi. Đó. Và thầy chấm một cái đỉnh S ở trên, thầy nối kẻ vuông góc xuống O. Đây, là đỉnh S. Rồi các em nối vào các đỉnh còn lại thì các em sẽ được hình chóp tứ giác đều. Vẽ rất là nhanh và rất là đẹp, đúng không? Đó. Rồi, đấy. Hơi cong tí nhỉ. Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng A, đây bằng A này. Đó, đây bằng A. Để bài hỏi các em là cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 độ thì rất là dễ. Cái cạnh bên là gì? Các em lấy bất kỳ ví dụ cạnh SB này. Hình chiếu của nó chính là BO. Vậy cái góc cần tìm là góc SBO, đúng không? Đấy, SBO bằng 60 độ. Đấy. Thế bây giờ để tính thể tích khối chóp nào, lại ghi ra, tính cái gì thì ghi cái đấy ra. Thể tích khối chóp là SABCD thì bằng 1/3 của cái gì đây? Công thức là 1/3 chiều cao. Chiều cao ở đây chính là SO nhân với diện tích đáy. Diện tích đáy thì quá dễ rồi, ABCD. ABCD là cạnh ở hình vuông, cạnh A là A bình. Vậy thì công việc duy nhất của chúng ta là tính SO. Công việc duy nhất là tính SO. Vậy các em tính SO như nào? 60 độ này. Để tính được SO thì cái hướng tư duy nhá. SO mà các em có cái cạnh có góc 60 độ thì chắc chắn là các em phải dựa lên hai cạnh là SB hoặc là BO. Nhưng mà SB thì không tính được rồi, vậy thì các em suy ra các em cần phải tính được BO, đúng không? Đấy. Để tính được BO thì các em phải tính được BD. Ở cái này thì quá dễ rồi, đúng không? Em hoàn toàn có thể tính được. BD. BD là đường chéo của hình vuông AA, vậy BD thầy sẽ tính nhanh luôn, căn bậc 2 của A bình cộng A bình là căn 2 nhân A. Đấy. Sau trắc nghiệm thì các em phải tính nhanh, tắt những cái bước này đi. Như vậy thì các em sẽ có BO. BO bằng 1/2 của BD chính là bằng căn 2 trên 2 của A. BO này, 1/2 BD. Sau khi có BO rồi thì các em sẽ có được SO, đúng không? SO của các em sẽ bằng SO chia cho BO là tan của góc 60. Vậy SO sẽ bằng BO nhân với cả tan của 60 độ. BO thì đây căn 2 trên 2 này. A này nhân với cả tan 60 như là căn 3, đúng không? Các em bấm máy tan của 60 độ căn 3 đấy. Vậy là các em sẽ có là căn của 6 nhân A trên 2.
Vậy thì thể tích kem ra quá dễ rồi. Thể tích 1 phần 3 SO là căn 6A trên 2. Với cả đồng chí diện tích của tam giác, à diện tích của hình vuông có cạnh bằng A là chính là A bình. Thì các em sẽ có là căn 6 A mũ 3 trên 6, đúng không? Căn 6 A mũ 3 trên 6 là đáp án nào nhỉ? Đáp án D rồi, đúng không? Đó. Rồi, đó là câu số 6. Chúng ta tiếp tục sang đến câu số 7 nhá. Đó, thì chốt lại là khi mà sang mỗi dạng mới thì các em cần phải học cái điều đầu tiên, đó là các em phải học được cách vẽ hình. Vẽ y như thầy thì bất kể bài nào các em cũng vẽ được nhá. Còn bạn nào thích sáng tạo thêm cũng được, nhưng mà thường ấy thì vẽ cái cách mà thầy hướng dẫn là cái cách vẽ ngắn nhất và nhanh gọn và đẹp nhất thế thôi. Tiếp theo nào, chúng ta sẽ sang câu số 7 nào. Câu 7 nhìn là tham số hóa này, nhìn thấy có vẻ hơi củ chuối này. Câu 7 nhé. Trông có vẻ lớp lai mình học là hình hơi đuối nhỉ. Từ nãy giờ thì có mỗi bạn Dương comment đáp án. Đừng sợ hình nhá. Hình là một cái môn rất là dễ, bởi vì nó có vài cái công thức mà tính toán thì lại chả biết tính cái gì cả. Có mỗi một yếu tố duy nhất là các em vẽ đúng hình, xác định đúng thôi, là các em lắp vào là xong. Còn bạn nào sợ hình thì các bạn xem lại cho thầy ba cái video mà thầy hướng dẫn, lấy lại gốc đi nhá. Nào, câu 7 nào. Câu 7 đã có bạn Dương ra rồi, các bạn còn lại ra chưa? Xem có cái tờ nháp đây không? Thôi, chả cần. Một khối chóp tam giác đều có cạnh bên bằng B, chiều cao H, thể tích khối chóp đó là đáp án gì? Thể tích khối chóp đó là gì? Chiều cao là H. Nào, thế vẽ hình ra để dễ nhìn. Chóp tam giác đều đây thực ra nó chính là tứ diện đều đây. Chóp tam giác đều. Đó. Đầu tiên các em vẽ cho thầy cái đáy là tam giác ra trước. Ôi trời ơi, hơi cong rồi. A này, B, C này. Để vẽ được khối chóp tam giác đều ấy, các em vẽ đáy, đáy là đây là đáy là tam giác đều rồi này. Thì các em vẽ cái đường trung tuyến xuống từ A, các em kẻ ví dụ thầy kẻ ở đây là trung tuyến hay đường cao luôn ấy, AM đi. AM đấy. Và các em lấy 2/3 của nó. 2/3 là cái điểm này này. Từ điểm này các em gióng thẳng lên thì các em sẽ được đấy. Đường cao của hình chóp tam giác đều. Từ đây thì các em sẽ vẽ nối xuống các đỉnh. Đó. Rồi. Đây các em gọi là S. Như vậy là các em đã vẽ được xong một cái hình. Thì cái đường này nó cũng hơi trùng một tí nhưng thôi không sao. Đề bài cho chúng ta là có cạnh bên bằng B, có chiều cao bằng H. Đó. Như vậy thì từ hai cái này. Thường cái bài này làm một lần sau nhớ đỡ khỏi phải giải thích nhiều cái bài này. Những cái bài về tham số này chứng minh thì nó hơi mất thời gian. Nào bây giờ đề bài hỏi các em là thể tích khối chóp đúng không? Thể tích khối chóp thì vẫn là 1/3. 1/3 của cái gì? Chiều cao. Chiều cao ở đây là H này nhân với diện tích đáy. Vậy H thì tất cả đều có H rồi này. Nhìn ở đây là thế thì chỉ có hai đáp án B và C đúng là có H này. Nhân với cả diện tích đáy, vậy khó nhất là diện tích đáy, đúng không? S đáy này là S của ABC này, các em phải tính được diện tích của ABC theo B và theo H. Đó. Thì để tính được diện tích của ABC theo B và theo H thì các em phải tính được cái thằng tiếp theo dữ kiện là gì? AH này. Đó. Rồi. Từ AH các em suy ra được AM. Từ AM thì đây là tam giác đều, AM là các em còn nhớ cái công thức mà chiều cao trong tam giác đều không nhỉ? Chiều cao trong tam giác đều nó sẽ như nào so cạnh. Đó, từ đó thì các em sẽ tính ra được diện tích, đúng không? Thế bắt đầu nhá. Đầu tiên thầy sẽ tính được cái thằng AH.
AH Pythagore vào bằng căn bậc 2 cạnh huyền là B bình trừ đi H bình. Xong đồng chí AH. Từ AH thì thầy tính ra được AM. AM này. Xong từ AM thì thầy lại suy ra được cạnh của tam giác đều, đúng không? Đó. AM thì bằng 3/2 của AH, đúng không? Có nghĩa bằng 3/2 của AH. 3/2 của AH. Thì đây nó sẽ chính là bằng là, vì AM là trung tuyến mà, AH trọng tâm. Thì đây là 3/2 của căn bậc 2 của B bình trừ đi H bình. Đấy, đã thấy 3/2 rồi. Tiếp, sau khi có AM rồi thì các em nhớ là chúng ta có AM là đường trung tuyến đồng thời là đường cao. AM là đường cao trong tam giác ABC đều, đúng không? AM là đường cao trong tam giác đều thì chúng ta có dữ kiện gì? AM sẽ bằng căn 3/2 nhân với cả cạnh, đúng không? Nhân với cả độ dài của một cạnh. Từ đây thì các em sẽ suy ra được cái cạnh ấy, cạnh nó sẽ bằng bao nhiêu. Cạnh ở đây có thể chúng ta cho cạnh đấy là cạnh AB cũng được. Đó. Vì tam giác đều bất kỳ cạnh nào như nhau. Cạnh sẽ bằng 2/3 căn 2, có nghĩa bằng 2 chia cho ngược lại, đúng không nhỉ? 2 chia cho căn 3 này. Nhân với cái AM, AM ở đây chính là 3/2 của căn bậc 2 của B bình trừ đi H bình. Đó. Thì các em sẽ có là nó chính rút gọn đi, nó chính là căn 3 của B bình trừ H bình. Rồi, như vậy thì các em đã có được cạnh, độ dài của một cạnh rồi mà tam giác đều thì S diện tích sẽ bằng bao nhiêu? Bằng căn 3 chia cho 4 nhân với cả cạnh bình phương, đúng không? Đấy, đây là cái công thức mà giải nhanh, vừa nãy thầy đã bảo các em nhớ cái công thức này ấy, ghi chú lại vì rất hay dùng nhiều. Thì ở đây chúng ta sẽ có là cạnh địch vừa các em có rồi, căn 3 này nhân với căn 3 thì nó chính là bằng 3. Nhân với căn bậc 2 của B bình trừ đi H bình chia cho 4. Đó. Vậy các em có diện tích rồi đúng không? H thì các em có rồi, H chính là H đây rồi. Vậy thì thể tích của nó sẽ bằng 1/3 rút gọn 3 đi. Vậy là căn bậc 2 của B bình nhân H bình cạnh bình phương. À rồi. Xem nào. Cạnh bình phương đúng không? Cạnh bình đây phải là 3 căn 3 đấy, thiếu mất đây. Cạnh bình căn 3 này nhân cạnh bình đây là BH. BH bỏ cái căn này đi, thiếu mất bình phương. Rồi. Đó. Ok. Thì sau khi mà bỏ cái này đi rồi thì xem nào. Thầy sẽ ghi ra đây nhá, nhìn cho dễ nhìn nhá. Ghi cái cả cụm này, V bằng 1/3 này của H giữ nguyên này, cái đồng chí này là 3 căn 3, đúng rồi, 3 căn 3 của B bình trừ đi H bình chia cho 4. Đấy, chứng minh một bài cũng khá dài, 3 3 hết còn căn 3, đúng không? Căn 3 này nhân với cả B bình trừ H bình, 3 với 3 hết rồi, tất cả chia cho 4 này nhân với H thì đây đáp án nào nhỉ? B rồi đúng không? 7B. Đó, đó là 7, câu số 7. Thì câu này là một cái câu mà liên quan đến về phần tham số. Thì các em cần phải xem rất là kỹ câu này, và thôi lần sau thì nếu gặp phải dạng cái câu tham số như này thì chúng ta cũng không cần phải chứng minh nhiều đấy. Hãy nhớ một chút. Đấy. Nó không có gì đặc biệt lắm, có H là chắc chắn loại được A, D rồi. Sau đó nhớ cái này là trên 4 chứ không phải là trên 8. Thế là xong, đúng không? Nào, tiếp tục tìm xem một câu nó khác biệt hẳn đi nhỉ. Câu 9 đi. Câu 8 này nhìn qua thì rất là dễ, các em vẽ hình ra các em hoàn toàn có thể làm được. Đó. Vậy chúng ta sẽ nhảy sang đến câu 9 luôn. Thì với những cái câu nào mà khá đơn giản ấy thì sau buổi live các em đao tài liệu về các em làm nhá, hoàn thiện nốt những câu đó nhá. Nào, bây giờ chúng ta sang đến câu số 9.
Cho hình chóp tam giác đều SABCD có cạnh đáy bằng A. Đó. 8 dễ đúng không? Rồi, các bạn đã ra rồi, tốt. Bây giờ các em làm sang câu 9 luôn nhá. Câu 8 khá là dễ. Chóp tam giác đều à dạ. Đề này nó bị lỗi rồi. Chóp tam giác thì chỉ có ABC thôi, không có D. Mặt bên tạo với mặt đáy một góc bằng 60 độ. Chóp tam giác đều thì các em nhớ là học cái cách vẽ. Quan trọng nhất là học cách vẽ. Đó. Đấy là tam giác, các em vẽ cho thầy một cái tam giác ra này, được chưa? ABC. Sau đó các em vẽ cho thầy cái đường trung tuyến. Đó. Đây gọi là điểm M đi. Các em lấy 2/3 của đường trung tuyến rồi lấy dịch hẳn lên đây tí. Đấy. Đó. Rồi các em từ đây nó chính là chân đường cao đấy. Các em kẻ đường vuông góc xuống đó. Đây gọi là S. Rồi các em nối vào. Rồi, như vậy là các em đã được một hình chóp tam giác đều. Đáy là tam giác đều. Đó. Đây là chiều cao. Chiều cao chính là SH. Mặt bên tạo với mặt đáy một góc bằng 60 độ. Thì cái mặt bên tạo với một mặt đáy một góc 60 độ này thì đây chính là góc giữa hai mặt phẳng. Đó. Góc giữa hai mặt thẳng thì vừa rồi, bài vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em rồi. Cụ thể đây là hai mặt phẳng nào nhỉ? Mặt phẳng ở đây thầy lấy ra mặt phẳng SBC đi. Và mặt đáy là ABCD. ABC thôi. ABC, đúng không? Góc giữa hai mặt phẳng này thì làm như nào? Đầu tiên, xác định bước 1, đúng không? Bước 1 là xác định giao tuyến chung. Bước 1, giao tuyến là BC. Vậy thì góc chắc chắn là phải ở BC. Bước 2, từ đỉnh ở trên cao. Đỉnh ở trên cao là đỉnh S này này. Các em hạ vuông góc xuống thì nó trùng với đỉnh H rồi. Đây chính là hạ SH vuông góc với mặt phẳng ABCD. ABC. Bước 3. Lốt lần này thì hướng dẫn cụ thể các bước thôi nhá. Từ lần sau thì chúng ta sẽ tỉa nhanh trên hình xong luôn. Bước 3 là sao? Bước 3 là từ điểm H đây này. Các em hạ vuông góc với HM. Nó vuông góc với cả BC rồi. Đấy. Và sau đó thì từ cái điểm M này các em nối SM. Đó. Thì góc cần tìm chính là góc SMH. Đấy. Góc này đề bài cho là 60 độ. Như vậy là các em đã xác định góc giữa hai mặt phẳng. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ tính thể tích. Thể tích của SABC. Tính cái gì thì viết cái đó ra. SABC bằng 1/3. Chiều cao vừa ghi xong là SH nhân với diện tích của mặt đáy. Mặt đáy là S của ABC. Đó. SABC thì các em tính hoàn toàn tính dễ rồi. Tính ở đây nhé, SABC. SABC là tam giác đều. Là tam giác đều sẽ bằng căn 3 trên 4 nhân với cạnh bình phương. Đó, đây là công thức. Cạnh ở đây các em có là cạnh bằng A rồi. Vậy đây là căn 3 nhân A bình trên 4. Xong. Tiếp đến là các em tính SH. SH tính bằng cách nào? Để tính được SH, các em để ở có góc 60 độ rồi này. Đó, thì các em phải tính được HM, đúng không? HM tính được không? HM quá tính được. Để tính được SH thì các em phải tính được HM. HM này. Đấy. HM, để tính được HM thì các em lại sử dụng đến AM, đúng không? Lại sử dụng HM thì bằng 1/3 của AM. AM thì là đường trung tuyến đồng thời là đường cao trong tam giác đều. Mà AM đồng thời là trung tuyến đồng thời là đường cao thì nó sẽ bằng 1/3 của căn 3 trên 2 nhân với cạnh bình phương. Cạnh bình phương ở đây của các em là cạnh bằng A này. A. Vậy thì chúng ta sẽ có là căn 3 trên 6 nhân A. Có HM rồi thì suy ra được SH thôi. SH thì bằng cái gì? SH chính bằng HM nhân với tang của 60 độ. HM vừa tính là căn 3 trên 6 nhân A. Nhân với tang 60, tang 60 thì chúng ta vừa lấy bấm máy nó chính là căn 3. Đấy. Như vậy các em sẽ có là 3 chia 6 là A trên 2. Đấy. SH bằng A trên 2, vậy các em có hết dữ kiện rồi. 1/3 của A trên 2 nhân với cả căn 3 A bình trên 4. Chà.
xem nào, nó sẽ bằng căn 3 nhân với cả A bình chia cho 24. Căn 3 A bình trên 24 thì nó là đáp án nào? Đáp án D, đúng không? Đó. 9D, chính xác. Lương Đức Anh, Nguyễn Dương, đúng rồi, tốt. Tốt lắm các bạn. Tương tự như vậy thì các bạn làm tiếp tục câu số 10 nhá. Cũng theo phương pháp như vậy thôi, không có gì phức tạp cả. Sau đó thì chúng ta sẽ sang dạng số 3. Thì với những câu làm tương tự thì các em in tài liệu ra, các em làm nốt cho thầy nhá. Rồi chúng ta sang đến dạng số 3. Dạng 3. Nào. Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy. Đây là dạng củ chuối nhất đây. Dạng số 3 này. Đó. Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy. Thì ở dạng 3 này các em lưu ý cho thầy một chút. Mặt bên vuông góc với đáy là gì? Ở cái dạng này thì chúng ta có hai cái chú ý. Chú ý thứ nhất là hình chóp mà có hai mặt bên cùng vuông góc với đáy ấy, đã là hình chóp mà lại còn có hai mặt bên nhá, cùng vuông góc với đáy, thì giao tuyến của hai cái mặt đó chính là đường cao của hình chóp. Hình chóp mà có hai mặt bên vuông góc với đáy thì giao tuyến của chúng chính là đường cao của hình chóp nhá. Thứ hai là mặt bên và vuông góc với đáy ấy, hình chóp mà có một mặt bên, một thôi, mặt vuông góc với đáy, thì cái chiều cao của cái mặt bên nó chính là, có nghĩa là đây này, chiều cao h này, h của mặt bên sẽ chính là chiều cao h của hình chóp. Còn cái thằng này là giao tuyến của hai mặt chính là h của hình chóp. Thì viết tắt nhá, h của hình chóp có nghĩa là chiều cao của hình chóp, được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu số 11. Dựa trên hai cái lưu ý đấy thì chúng ta sẽ cùng làm. Câu 11 à. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, có AB bằng A, BC bằng 2A. Hình chóp đáy hình chữ nhật, hai mặt bên cùng vuông góc với đáy. Đây này, rơi vào đúng cái chú ý đầu tiên. Hai mặt bên cùng vuông góc với đáy có nghĩa là giao tuyến của chúng vuông góc với đáy, hay giao tuyến chính là đường cao của hình chóp. Thế có nghĩa là thằng SA này vuông góc với đáy này, từ hai dữ kiện này chính là SA vuông góc với cả ABCD. Đấy. Thế nếu mà đọc xong cái này, các em biết được dữ kiện này rồi thì đây chính là cái trường hợp mà một cạnh bên vuông góc với đáy luôn, đúng không? Thế các em vẽ bình thường thôi. Đáy là hình chữ nhật, vẽ ra hình bình hành trước. Rồi, sau đó thì đây, cái thằng SA vuông góc này thì nó cũng lại quay về trường hợp 1, đúng không? B dạng số 1 đấy. CD. Rồi các em nối vào các đỉnh thôi. Đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải nhận ra SABC, trong đó SAB này vuông góc này, SAD vuông góc. Cạnh SC hợp với đáy một góc 60 độ, dễ quá rồi. SC, hình chiếu của SC chính là AC. Vậy đây. Vậy nói chung là cái góc SCA bằng 60 độ. Như vậy thì chúng ta lại quay về bài toán cơ bản, đúng không? Các em hoàn toàn có thể tính được. Đó. Để bài hỏi là thể tích của SABCD. Xác định chuẩn là ok. 1/3 của SA chiều cao nhân S diện tích đáy ABCD. Diện tích đáy thì là hình chữ nhật thì các em có rồi, các em tính luôn. SABCD AB. AB này nhân BC là chính là bằng 2A bình. Công cuộc bây giờ phải tính SA, đúng không? Để tính được SA thì các em cần phải biết được AC. Đây, đây góc này là bằng 60 độ này. Như vậy thì SA sẽ bằng AC nhân với cả tang của góc 60. Đối trên kề mà. Đó. Mà AC thì bằng cái gì nhỉ? Đây là bằng A này. Đây là bằng 2A này. Đó. Bằng luôn nhá, căn bậc 2 AC thì chính bằng căn bậc 2 của AB bình.
cộng với cả BC bình. Tang 60 độ chính là căn 3. Tính luôn các dữ kiện đi. Bây giờ chúng ta làm trắc nghiệm là phải làm nhanh. AB là A, BC bình lên là 4A bình. Vậy đây chính là bằng căn 5. Căn 5A nhân căn 3 hay chính là bằng căn 15 của A. Đó. Vậy là có đầy đủ hết dữ kiện rồi. Thế thì các em suy ra cho thầy xem là thể tích bằng gì. Thể tích sẽ bằng 1/3 của căn 15 nhân A nhân với cả 2A bình. Đó, rút gọn đi thì chính bằng 2 căn 15 nhân A mũ 3 trên 3. 2 căn 15 A mũ 3 trên 3, đáp án A rồi, đúng không? Đó, câu 11 A nhá. Rồi, 11A chính xác. Đó. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ sang với câu số 12. Câu số 12 nào. Cho hình chóp SABC có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Đấy, câu này đến hình thang rồi đấy. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thì câu này các em phải vẽ tinh tinh một chút. Đầu tiên nó là hình thang vuông. Hình thang vuông tại A và B, trong đó thì có cạnh AB và AD. AB BC là đáy nhỏ này, AD là đáy lớn này. Bắt đầu vẽ này. Câu này chỉ phải vẽ hơi tinh một chút. Đây, bắt đầu thầy vẽ ra đây. Một cái hình thang vuông. Coi như đây là đáy lớn đi, cái đáy nhỏ của nó đây. Đây, coi như đây là đáy nhỏ đi. Đấy, nó hơi chéo như này tí. Để dễ vẽ thôi. Đây thầy gọi là A này. Đây thầy gọi là D này. Đây thầy gọi là B này. Đây là C. Tam giác, cái dữ kiện này là dữ kiện quan trọng nhất này. Tam giác SABD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thì vừa rồi chúng ta đã học cái chú ý ở trên rồi. Đây cái chú ý trên này. Mặt bên vuông góc với đáy thì chiều cao của mặt bên ấy chính là chiều cao của hình chóp. Do vậy chiều cao của cái thằng này này. Đây. Nếu giả sử chiều cao của cái đây là đều, do vậy thì chiều cao của nó chân đường cao sẽ đây chính là H. H là chân đường cao, là trung điểm của AB luôn. Các em gióng thẳng lên. Đó, kẻ đường vuông góc xuống thì đây chính là đỉnh. Đỉnh S, các em nối vào. Đó. Ui là hơi méo tí, thôi được rồi, không sao. Hơi méo tí nhỉ. Đáng nhẽ nó phải ra ngoài cơ, nhưng thôi được rồi, không sao. Thế thì cái đường này nó sẽ liền. Đấy. Rồi. Hình này vẽ hơi xấu nhỉ. Rồi, thôi. Tương đối để chúng ta nhìn nó dễ thôi. Thế bây giờ công việc của các em là các em phải tính thể tích của khối chóp SACD, có nghĩa là thể tích của khối chóp này. Đây. Đây, thể khối chóp này S. Vẽ lại cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đấy, các em cần tính được thể tích của cái khối chóp này SACD. Thì để tính được thể tích khối chóp này thì các em cần tính được những yếu tố gì? Tính cái gì các em ghi ghế ra không? Thể tích của SACD 1/3 chiều cao là gì? Thì may quá chiều cao đây nó chính là thằng SH này. Chính là SH, chiều cao của hình chóp luôn. Và diện tích đáy thì chính là diện tích của tam giác ACD. Đấy. SH các em có tính được không nhỉ? SH thì tính dễ quá rồi. SH là chiều cao trong tam giác đều SAB, mà có AB là bằng A này. Vậy SH sẽ chính là bằng căn 3 trên 2 nhân A. Xong SH. Tiếp theo các em tính cho thầy diện tích của
tam giác ACD. Thì diện tích của tam giác ACD này các em sẽ tính như nào? ACD này, diện tích của ACD các em có đồng chí AD là bằng 1 phần 2 AD, thì AD sẽ bằng 2A. Thế thì chiều cao sẽ chính là từ C, các em kẻ vuông góc xuống AD. Mà từ C kẻ vuông góc xuống AD thì nó chính là song song với cả AB, hay nói cách khác là cái đoạn C này. C về đây thì gọi là CE đi chẳng hạn, CE nhỉ. Thì cái đồng chí CE này chính là AB đúng không? Bằng nhau luôn. Như vậy các em sẽ có diện tích của tam giác AB ACD sẽ bằng 1 phần 2 của CE nhân với cả AD, mà CE lại bằng với AB rồi, do vậy thì bằng 1 phần 2 của A này nhân với 2A thì bằng A bình. Đó, có hết dữ kiện rồi, vậy thể tích của các em sẽ bằng 1 phần 3 thay lên đây thôi, căn 3 trên 2 A nhân với cả A bình thì bằng căn 3 A mũ 3 trên 6. Căn 3 A mũ 3 trên 6 là đáp án gì nhỉ? Đáp án D đúng không? Ok chưa? D nhá. 12 D. Lương Đức Anh. Rồi, tốt, đúng rồi, chính xác. Chúng ta xem thử xem có câu nào khó hơn không nhỉ? Câu 13 các em cũng sẽ làm tương tự thôi nhá. Các em in tài liệu cho các em làm trước cho thầy. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái câu. Đây, câu 15 đi. Đó. 13, 14 làm tương tự. Bây giờ đến câu 15 nào. Bài này rất là quan trọng đấy nhá. Nên là các bạn nào mà buổi hôm nay mà bận chưa xem được ấy, thì phải xem lại ngay cái bài này đi nhá. Không là sau đến học đến vài bài nữa là như kiểu là ở trên mây ấy. Đó. Người trên mây. Bây giờ đang có cái bài trước có cái bài người âm phủ, ngày ngủ đêm bay. Thì chúng ta có một bài người trên mây đúng không? Nào đến câu 15 nhá. Đó, 15. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A. Mặt bên SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Rồi, thì đầu tiên là các em vẽ cho thầy cái hình ra đã, đúng không? Để vẽ hình thì các em đầu tiên vẽ đáy trước. Kiểu gì thì cũng vẫn phải vẽ đáy trước. Và đáy ở đây chúng ta có đáy là hình vuông, đã là hình vuông các em vẽ cho thầy là hình bình hành nhá. Vẽ hình bình hành ra. Đó. Rồi. A, B, C, D. Nhưng mà cạnh bên không phải vuông góc với đáy đâu, mà chúng ta có là mặt bên là mặt SAB này. Như vậy thì muốn vẽ được cái mặt bên vuông góc với đáy thì các em lấy trung điểm của AB, gọi là H đi. Từ trung điểm này các em kẻ đường vuông góc, chân đường vuông góc thì chính là H đấy. Đó. Đó. Đây, chính là điểm S. Sau đó thì các em nối vào các đỉnh thôi. Nối vào các đỉnh cho thầy. Cái đề phải nó đứt nhỉ. Thôi rồi không sao. Nối liền rồi thì. Đó. Nối vào các đỉnh. Rồi. Trên cái bàn này là kẻ nó hơi méo. Kẻ hại thì cho nó thẳng vào. Thế đúng không? Rồi. Đây là nét đứt nha. Nên vẽ vội quá nên là nó hơi thành nét liền thì không sao cả. Cạnh A, mặt B nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Đấy, có mỗi một cái dữ kiện là mặt bên mà nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Đây trường hợp 3 này, thì cái đường cao của mặt bên sẽ chính là đường cao của hình chóp. Đấy, chốt lại là một câu là như thế thôi. Các bạn nhớ. Có góc SAB, A đây này, B bằng 30 độ, có nghĩa góc này bằng 30 độ. SA bằng 2A. 2A. Tính thể tích của khối chóp. Câu này dễ quá nhỉ. SA à đây, SA đây chứ quên mất, ghi thành SH, SA đây. Câu này quá dễ đúng không? Đấy, các bạn Dương đã ra xong câu 15 rồi. Các bạn có đại ra chưa?
Cùng xem nhá. Thể tích của SABCD. Đó. Mỹ Phượng giúp với cái gì đấy? Mỹ Phượng giúp cái gì đấy hả em? Thể tích của SABCD đầu tiên là 1/3 của chiều cao. Chiều cao các em có là SH. Đấy. Nhân với cả diện tích đáy. Diện tích đáy ở đây là đáy là hình vuông. Dễ quá rồi, diện tích của ABCD. Đó. Các em có những dữ kiện gì rồi? Diện tích của ABCD các em tính được. Các em ghi luôn ra. Đây là hình vuông cạnh A. Do vậy diện tích là chính bằng A bình. Xong. Tiếp theo SH. SH. Các em phải tính SH. SH các em thì bằng cái gì? SH là các em nhìn này. Đấy, SH ở góc này 30 độ. Đó. SH chia cho AH đúng không? AH thì chính là bằng tang của góc 30 độ. Như vậy SH sẽ bằng AH nhân với cả tang của 30 độ. Mà H là trung điểm của AB. Do vậy AH sẽ bằng 1/2 của AB. 1/2 của AB là AB để bài cho chưa nhỉ? Chưa có AB. Thế thì chúng ta không lấy AB nữa. Mà chúng ta lấy SH theo SA đúng không? Thế thì thôi, không lấy cái dữ kiện SH theo AB nữa. À, AB cũng có nhỉ, đúng không? Ok, AB cũng có thể tính được luôn. Vì đây là hình vuông mà, AB là bằng A rồi. Vậy AH của các em thì bằng 1/2, vậy là nó chính là A trên 2. A trên 2 nhân với tang 30 bằng bao nhiêu nhỉ? Tang 30 độ này. Căn 3 trên 3. Thì đây các em sẽ có là căn 3 A trên 3. Đấy. Có SH rồi, lắp lên đây xong luôn. 1/3 nhân với căn 3 A trên 3 nhân với A bình. Đó. Căn 3 A trên 3 có bị lỗi cái gì không nhỉ? Căn 3 A trên. Kiểm tra lại xem nào. A trên 2 AH này đối trên kẻ đúng không? Có nghĩa là chúng ta bài này thừa dữ kiện luôn. AB có đấy là hình vuông AB đúng không? AH thầy kiểm tra lại xem nha. Căn 3 đây A trên 6 chứ nhỉ? Thế thì lại không ra. Căn 3 A trên 6. Sao lại không ra đáp án nào nhỉ? Kiểm tra lại một chút cái câu này xem nào. Đang tính, thầy đang tính theo cái dữ kiện là tang của 30 độ SAH tang của 30 độ. Hoặc nếu mà không, bạn nào không thích tính theo tang thì các em có thể tính theo sin cũng được, đúng không? SH này trên cạnh huyền là sin của 30. Thử xem sin của 30 đây chính là bằng SA. SA đúng không? SA này SH chia cho SA thì chính sin của 30. Vậy thì SA nhân với cả sin của 30. Sao kết quả nó ra khác nhau nhỉ? Sin 30. Sin 30 đúng không các em nhỉ? SH này chia cho SA. Sin 30 là 1/2 mà. Thì bằng 1/2 mà SA đề bài lại cho. Đây là SA đề bài lại cho là 2A nhân 1/2. Thì đây là bằng A. SH của đồng chí này lại ra bằng A. Kỳ nhỉ. SH này mà bằng A thì nếu mà thay lên đây thì bỏ cái thằng này đi. Thì đây là 1/3 A mũ 3 trên 3. A mũ 3 trên 3 thì nó phải là đáp án B đúng không? Đúng chưa? Đó. Nhân diện tích cái gì? Đây thầy đang thử theo hai cách nhá. Cách mà sin 30 thì ra luôn rồi này. Thì ra luôn là đáp án B này. SA này nhân sin của 30 đúng không? Thì ra SH. Cách thứ hai là lấy SH thì bằng chia cho AH này thì chính là bằng tang.
AH đây là bằng tang, cũng là tang của 30. SH trên SH chia cho AH. Đúng rồi, cũng là tang của 30, sao tang 30 lại ra lẻ thế nhỉ? Mà AH, AH thì bằng A trên 2. Kỳ nhỉ, kỳ lạ nhỉ. Đấy, lại ra lẻ là thế nào nhỉ? Đó. Nhân diện tích nhá. Ok, cái chỗ này nó đang là... Thôi chúng ta tính theo cách sin 30 đi. Đó. Chỗ này có nghĩa là đang bị hơi lẻ, đang lỗi chỗ nào một tí. Rồi, đó là câu số 15. Các em có thể dùng theo cách sin 30, nó sẽ ra được đáp án đẹp. Tăng 30. À, nó phải là cotang. Cotang không, cũng không đúng. Rồi, cái câu số 15 này nó phải là đáp án B mới đúng nhá, chính xác các em nhá. Em dùng sin đi. Sin của 30 đi. Diện tích thì nó vẫn là A bình thôi, không có gì thay đổi cả. Quan trọng nhất là cái SH thôi. Tính cẩn thận không, SH ra. Ví dụ đáp án này là chưa chính xác này. Đó, em dùng sin của 30, được chưa? Các câu còn lại thì các em làm tương tự cho thầy nhá. Đó. Thì cái bài hôm nay chốt lại có những cái điểm sau của bài hôm nay. Bài hôm nay là một trong những bài quan trọng nhất của cái chương hình học lớp 12, chương 1. Những cái bài đầu tiên cũng là những cái bài mà nó có trong, chắc chắn có trong đề thi của Trung học phổ thông quốc gia của các em. Thì chốt lại bài này, các em chú ý đến cái công thức thể tích của khối chóp, đó là 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao, và thường sử dụng hai cái định lý là Pythagore và cái cách xác định về góc. Đó. Thì các em cần phải xem lại hai cái này. Và có 3 dạng, trong đó thì cái dạng 1, dạng 2 là hai cái dạng hay thi. Dạng số 3 là cái dạng mà ít thi hơn, nhưng mà cũng có khả năng thi. Dạng này là một cái dạng mà biến đổi nó nhiều hơn. Đó. Thì các em chú ý lại cho thầy 3 dạng này nhé. Buổi học hôm nay của chúng ta thì đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy, vì là hình nên là thầy biết là sẽ có nhiều bạn kiến thức không chắc, hoặc là các bạn hơi yếu một chút, thì các bạn hãy xem thật kỹ, xem lại nhiều lần và chốt cho thầy là các em phải học được cái cách vẽ hình nhé. Vẽ hình cho nó tốt vào, được chưa? Từ vẽ hình được thì các em mới có thể giải được, chứ vẽ hình mà sai rồi thì sai ngay từ đầu thì chúng ta không thể làm được những cái phần tiếp theo. Ok, rồi buổi học hôm nay của chúng ta thì tạm dừng ở đây. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào hôm sau nhé.